Mọi người nha, nay tháng em Lâm quay lại kiểm tra cái bo cho mình. Thì sau một tháng là cái mầm đó ha. Mọi người thường hay hỏi cái tỷ lệ sống như thế nào sau khi ghép chồi. Thì mình thấy nhà mình 100 cây thì chắc cũng hao hụt vài cây thôi. Đó, bây giờ thì tới giai đoạn này nó đẩy cái mầm ra rồi nè ha. Giờ là mình giữ rầy thôi. Giờ chỉ có phòng rầy thôi. Thấy không? Cái mầm to không? Mập không? Nhìn góc này mới thấy nè. Đó, bên trên thì đã cắt nhánh để cho cái chồi nó mập ra. Đó. Rồi. Em làm cái gì làm? Chuẩn bị cưa cây. Rồi, còn mấy cây còn lại mà em cắt nhánh thở. Đây, em đang cắt cái nhánh thở nè. Cái này ăn cho em. Đâu, dạch dạch này ra anh coi thử coi cái ăn bo cao á. Rồi, ăn rồi nè. Đó, ăn rồi đó. Rồi. Xong em cắt nhánh thở. Ok, rồi chừa nhánh lại ha. Chừa nhánh thở. Nó thở. Đó. Thực ra cái lượng cành của như nhà anh á nó nhiều quá. Nhiều đây là dư trái rồi. Mọi người không để ý ha. Chứ nhà mình làm Musangkin lâu mình biết nè, cái Musangkin á, cái đọt nó hay bị cái con rầy xanh đánh dữ lắm. Khi mình ghép cải tạo cái giống Thái Lan vô thì cái đọt của mình á nó lên mạnh. Cái cây Thái Lan nó ít bị sâu rầy ăn đọt hơn. Nhưng cây Thái Lan nhà mình nè, à, Thái Lan già nè, nó lên ào ào vậy đó. Nó đỡ bị khô cái đọt, mà không bị khô đọt thì cái cây của mình nó khó bị sượng nước hơn. Khó bị sượng. Thì đây cao vườn mình đây ghép lại cải tạo cao vườn rồi. Đa phần là ăn hết rồi ha. Thì nhiều người hay hỏi có ảnh hưởng gì cây không, mình thấy chả là ảnh hưởng gì hết đó. Cây nó còn bè nó phát ra đâm rồi. Cái này là đi xuống dưới đây quay cái cây dưới góc này nó thấp á, cả vườn luôn ha. Thì khi mà mình ghép cải tạo cái mầm vô trong cái cây á thì cây mình nó bè ra, nó càng lùn nữa, nó lùn luôn. Rồi, cái đọt trên kia lên rồi đó, nhìn xa xa thấy á. Khi mà mình ghép cải tạo như vậy thì cái cây mình nó bè ra, nó phát tàn đi ngang rồi, đi ngang dữ dằn luôn đó, chập bá lửa luôn. Thì thay vì mình cắt đọt lại lần này lần thứ ba rồi đó, thì hai lần trước mình cắt đọt rồi mình bấm mình nuôi tay bên dưới, giờ cái lần thứ ba mình cắt để mình ghép cái đọt bên trên. Cái đọt Thái Lan lá nó bự nó ít bị rầy xanh đánh ha. Cây mừng mỡn luôn. Thì giai đoạn đó tới giờ thì mình cũng ngắt phân ha, không có dám cho phân gì hết. Đấy, thì lịch này ghép cải tạo vô rồi, 3 phần là nó ăn hết rồi. Đây mình ghé coi cái cây dưới thấp nè. Tới đây mình quay cái cây này nè, cho mọi người thấy cái mắt mầm. Đây, cái mầm này nó thấp nè. Thì khi mà cái cây mình ghép á thì nó sẽ ra cái chồi phướng này, thì mình sẽ bẻ bỏ đây ha. Bẻ bỏ những cái chồi phướng như thế này để cho cái cây mình nó tập trung sức lực nó nuôi vô cái mầm. Đây, mọi người thấy cái mầm ha. Đó, rất là mập luôn. Thì cái đọt này là Thái Lan. Còn bên dưới là cành, là toàn bộ là cành Musangkin. Thì khi nó lên ha thì mọi người giữ nguyên cái đọt luôn, chỉ có cắt cái đọt đi, chừa cái nhánh thở. Thì khi cái cây này lên á, mình sẽ cột nó vô trong cái này luôn. Thời gian sau cái này nó mập lên á, là cái đàn này là mình phải cắt bỏ, là nó cũng tự tiêu đi thôi. Còn thôi cứ kẹp thẳng vô trong cái cây này để cho nó đứng cái cứng cái ngọn ha. Rồi ghép hai em Lâm với Vinh phụ mình ghép cái vườn. Thì số điện thoại mình có để trên góc phải màn hình nè.
mọi người cần ghép cây thì cứ liên hệ em đó. Thì quan trọng là khi mà mình trồng một cái giống nào đó mà mình không ưng cái giống đó nữa thì mình có thể cải tạo chuyển đổi sang giống khác, chứ không nhất thiết là cái giống đó nó dở hay không dở ha. Thực ra cái giống Musangking thì rất là ngon, còn vấn đề nằm ở chỗ là mình thích cái giống cây nhà mình. Nhà mình có một cái cây sầu riêng già, sầu riêng trồng cũng 30 năm rồi, nó rất là ngon, nên mình lấy cái bo của cây đó mình ghép toàn vườn. Tại cái bo cây sầu riêng này nhà mình, cây sầu riêng già này nhà mình ha, nó là giống Thái cũ, giống Thái nhưng mà Dona nó đem về phát triển, nhưng mà nó hợp với lại cái nhà mình. Nhà mình có nhiều cây lắm, nhưng mà trong cái vườn đó là cái cây này nè, không cần làm gì hết, năm nào nó cũng trúng mùa. Không cần làm gì hết mà năm nào nó cũng trúng mùa, mà lá nó dày, ít bị sâu bệnh. Đó, thì mình mới lấy cái cây đó mình ghép toàn vườn để mình nhân cái giống này ra, mình bảo vệ cái giống này. Đó, thì giống đó nhà mình thì năm nào mình cũng thu cái cây đó. Cây đứng xa xa hay kìa. Đó, cái cây cao nhất vườn đó. Nó cũng cỡ 30 năm rồi đó. Năm nào cũng thu mấy triệu cây đó. Cho nên mình lấy giống cây đó mình nhân ra toàn vườn. Còn khi mà mình ghép cải tạo thì mình vẫn tiếc cái giống Musangking này á, nó vẫn là giống ngon nha. Còn sượng nước hay không á là mọi người phải để ý, là nó đừng có để cho nó ra trái trong mùa mưa, như nước là nó dễ sượng, nó là cách đi dinh dưỡng, chủ yếu là cách đi dinh dưỡng của mình thôi. Đi dinh dưỡng hợp lý thì nó vẫn không có bị sâu, không có bị sượng ha. Còn mình thì mình ghép cải tạo là lý do là mình kết cái giống cây già nhà mình, nên mình ghép cải tạo vô. Đó, nó ăn hết rồi nè. Đây mình đứng ra xa đây. Giai đoạn này thì mình không dám xịt sâu rầy gì, tại do mới ghép cải tạo á, mình không có vô phân, nên mình thả cái bo tự nhiên đó. Đây, ăn rồi nè, thấy chưa? Ăn rồi đó. Đó. Thì để mình quay cho mọi người coi lại cái như thế nào ha. Mấy cái chồi này bỏ hết đi để cho nó đỡ, tập trung nó hút cho cái này cho nó mặt ra. Còn cái trường hợp mà ghép mà không có ra cái đọt này á, mình có thể ghép cải tạo lại. Hoặc là mình chích cái mầm đây, chích cái đây cho nó đẩy cái mầm ra. Còn cây nào đẩy mầm rồi thì thôi. Đó. Thì ghép cải tạo như vậy thì cái vườn mình á, hai tầng trái dưới này là quá trời cành. Còn khi mình ghép vô thì đây, nó ăn rồi nè. Ăn hết ha. Bỏ hết mấy cái chồi này đi để cho nó khỏi mất sức. Đó. Ăn rồi nè. Đó. Thấy không? Mặt ú luôn. Em hôm nay nó vô kiểm tra lại cho vườn mình. Cành nào mà không lên, hoặc là cành nào mà lên yếu, hoặc là những cái cây mà chưa đẩy mầm thì sẽ ghép lại cho mình một số cành. Đó, chứ không phải cây nào đa phần tỷ lệ ăn rất là cao. Cái cây này nè, mầm đẩy ra yếu nè ha. Đó, mình phải chích cái mầm lại. Chích cái đó cho nó bật cái mầm ra. Đó, lấy giống từ cái cây sầu riêng già nhà mình ha. Sầu tơ. Đó, mình lấy giống từ cây đó đó. Đó. Cây này á, năm nào nó cũng trúng mùa hết á. Thấy nó tàn tàn tạ tạ vậy chứ. Năm thu được 6 tới 10 triệu cái cây đó đó. Không ít đâu ha. Nên mình cứ kết cái giống này, cây này nhà mình là mình sẽ lấy mình ghép cải tạo thôi. Còn cây thì quá đẹp. Ghép giờ nó lên hết rồi. Thì mình cũng chia sẻ lại cho mọi người tự tin, nếu mà mọi người đang băn khoăn về vấn đề này, có cải tạo cây không, rồi sau này trái trăng sao. Thì đơn giản thôi, tầng này mình cứ trái nào mình ăn trái đó thôi, Musangking mình cứ ăn Musangking thôi. Còn bên trên kia thì cái giống khác thì mình sẽ chăm sóc bình thường thôi. Musangking này nó sẽ ra trái trước, mình thu hoạch trước cái cành Thái bên trên. À, đợt này đang bị rầy trắng phá. Đang bị rầy trắng phá. Em đang cắt cho mình những cái cây già đẹp. Mình quay qua cái cây già nhà mình coi nè. À, cái gốc nè. Chà bá lửa luôn. Gốc chà bá luôn ha. Già nó rạng ra. Giờ mình đang nuôi lại cái tay dưới nè ha, nó ra chồi mình nuôi lại.
nó ra chồi nuôi lại nè, đó nó ra chồi nuôi lại tay nè. Có mỗi năm á nó sai tái quá rồi mình chấm được á, cứ gãy một cành, gãy một cành, giờ nó còn ít vậy đó. Đang lấy giống cây này mình nhân tận vườn nè, năm nào cũng trúng mùa ha, không biết tại nó già hay sao hay tại do giống, nhưng mà cây này năm nào cũng trúng mùa nên mình lấy giống cây này thì ghép toàn vườn. Đi đâu cho xa, ở nhà mình có mình làm là chắc ăn nhất. Rồi thì mình cũng quay lại cái mấy cái đọt ghép của mấy em nó làm giúp mình ha. Lần này kiểm tra lại giúp cho mình cho nó ok. Tầng dưới thì cứ chăm sóc bình thường, thì cái đọt mới vô thì nó sẽ giúp mình ăn mầm thôi, ăn bo rồi nè, đó đó nó mập ra nè, cắt đang cắt gọn cái đọt này. Đó, cho bo ăn rồi đó ha, ăn gần như mà ăn 100% rồi gì nữa. Rồi xin chào tất cả mọi người nha.